Thấy tùm lum rồi đó rồi vậy. Đây là chè trái cây ha. Cái này là trong này nó có hộp đát nè. Hộp đát với lại dừa. Hộp đát với dừa. Yeah, I'm gonna show you. Hộp đát với lại dừa. Dừa cái này là bơ dầm ra. Cái này là apple, cái này là chuối. Chuối mà chuối thì mình Việt Nam mình khơi phơi khô đó mọi người, chuối ép đó. Không có đường nha. Mít. Đó, này đu đủ nè. Còn này đậu xanh mình thắng lên, mình ấy lên. Còn này là xanh xáo, xanh xáo. Còn này nước cốt dừa. Nước cốt dừa cũng giống như là 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 giây nước dòng hũ á. Thành múng chè vậy. 5 v cộng 5 v cộng nước cốt dừa nữa là 6 v dòng hũ thành ly chè vậy. Ồ, chuyện là chuyện bình thường. Để đi có gì giấy nữa, giấy nữa. Đi đâu sao đâu? Nè. Con bỏ giò hào vô chưa? Chưa. Ồ, xếp cốt vô đây, đông này xếp cốt bây giờ nè. Món này món gì đây? Lại là gỏi cá mú của tôi hả? Chống hai lần hả? Một lần 3 giây chú vào hủ luôn, sao được gấp ra không? Cái này xong rồi bây giờ chọn, tại vì chọn hai cái nó không có chọn. Không ai biết đâu. Tại vì nó chưa mất. Rồi, chưa mất hả? Tại thấy cái ít có gì vậy? Ít gì phải ăn rau vô chứ, ít gì. Ý em nói chọn bên đây nữa chứ, anh chọn kiểu đó ăn ăn cá không có chết nè. Cái muốn trộn rồi mày. Gỏi cá mú. Món nhậu không bao giờ quên. Đóng bàn, đóng vàng bầu, vàng bí, rồi vàng nho, rồi đẹp đó chứ. Châu Sì chuẩn bị có vợ được nữa rồi. Gỏi gì đây? Gỏi Thái Lan. Gỏi Thái Lan hả? Việt Nam mà sao không làm gỏi Việt Nam mà làm gỏi Thái Lan? À, Việt Nam mà ăn gỏi Thái Lan, điều này hơi thấy kỳ kỳ. Có rau răm đó. Việt Nam mà ăn gỏi Thái Lan là sao? Hỏi cho chị hỏi trên thì tới đâu rồi? Rồi vô vô đây là Father Day. Hello Father Day, vô cái Father Day cái. Làm trước cái 2 tầng cái nào. Rồi làm trước 2 tầng cái gì hả? Rồi làm trước hả? Ồ, làm trước 2 tầng. Happy Father's and Mother's Day. Someday. Because even when I go there, I want to go like travel, like, you know. Đọc múp á mà. Đọc múp á. Mình nói là làm miếng gỏi cơm mú của mình á. Gỏi cơm mú à. Bây giờ không thấy, bây giờ không gấp được. Nhưng mà mình kêu bé không được, nó giòn. So you're going to Westinghouse or not? No. They're like a band. We weren't really prepared to do hiking, mountain biking.
We both like to mountain bike. Đang một chút xíu mắm rồi. But we weren't really prepared to do that this trip. Cái gì? Yeah, I'm not sure you need to have them. Yeah, that's the only thing. Like, này đâu có xương đâu. Ở xương gà. Bike and everything, right? So, and Whistler is really nice little mountain bike. Well known for it. Mm-hmm. Quay lại để cho bà ngoại ngủ nha. Bà quay cửa lại luôn đi. Ngủ. Ba lên làm bé dậy vô gì nữa? Dậy ra. Má đâu ngủ được. Xe quá hả? Nghe là bây giờ qua vậy nghe. Rộng rỗi nè. Ủa nghe nhiều thế. Đâu gọi bà bên kia mà. Ừ, bên kia tặng trang, đặt trang Cheers, cheers, cheers. Cheers, guys. Cheers. Long time, long see. Dòm tướng mà mấy mì giống đĩa Nha Trang Liên Sơn quá vậy. Hai người này. Aiden, he's 14 or 15 months now? 15. Almost 15. Is that good? He doesn't want, right? What can he eat? Almost anything except eggs. Oh, okay. So no fried rice. That's okay, this one will be good. Yeah, maybe chicken. Get the chicken. Chicken would be the best choice. This will be the best choice for you. So how long the mom's going away? She'll be back tomorrow. Like, 1 week or? No, no. It has left on Friday, she'll be back tomorrow. Oh, that's it? Yeah. Well, Kayla's going to her dad's today. Did they? That mean they're picking her up from here. That's why. Chút xíu nữa. Dạ. Ăn gỗ cho nó ngon chứ không bia. Yến bữa nay không uống à? Uống nước ngọt rồi hả? Kỳ đó. Cuối tuần phải quất vô chứ. Ồ vậy ăn Yến thì nên ông cậu đó nhiều ta. Giống nhiên. Cái đó là bình thường, bình thường. Ồ vậy là cháu nên hơn cậu hay sao? Ai bấm chuông? Không, cái vô bên đồ đồ không? Ở bên đồ đồ. Ai bấm chuông á? Don't have to lock the door. Chà nịt giờ thì mới thấy thi dở. Tu, nó rốt vô đứa trong nội. Tiếng nó gót rồi mà làm như nó rốt. Rốt rồi, rốt rồi. Tiếng nó gót vậy á. Trắng mẹ. Khó coi. Trắng giống như đường chát vậy mà. We don't get to tomorrow. Trên nịt xỉn rồi, trên nịt mới tới là sao? Hello. 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 Oh, then what you tell you want to pray, huh? No, Hi, Cora. 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 Cora, you remember me? No. I was going to say, they look the same, eh? Later, she will. Con ấy mới quậy chứ. Con em mới quậy chứ, con chị hiền. Con em á. Con em á. Giống nhau nè. Giống. 18 tháng rồi. Trên boom. Hello. Go and sit, có ghế mà. Did they Cora? Yeah, Cora. Cora, give me five. Cora. How about Bumpy? Cora. Okay, soon. Is this Cora or Cora? Cora. That's the one that's the big, cute one, the funny face. Cora là người đâu sợ đâu bên đây sợ đó. Bộ này con nhỏ ăn lớn vậy? Nhỏ. Ồ phải không? Giống giật không? Giống mình không có giận ra luôn. Hai đứa nó mà. Hai đứa nó mà. Bự. Cái đứa đó thì mình biết. Đứa này đứa kia. Ở trên này có tập thể dục số ốm đó.
Did it look like you lose a couple of pounds or something? No, yeah, half pound. Maybe half pound or something. Xin chú đây chú kêu dần tí nó vô. Để đừng kêu. Kìa, đi kêu vô, đó. Còn kìa. I bring for you some cải xanh. I give for Mata, they will give back to you. Are you talking now or still not? Are you still not? Also, I don't drink anymore, so let's do something different. They're like, okay. Then I landed at like 11, they're like, we'll pick you up at 9 a.m. I'm like, okay. What'd you drink, Janet? Where'd you drink? Oh, you can drink. No, kia mà. Corona gì nữa mà. No, put it over there. We don't need this no more. We don't need it no more. No, we don't need it. We have already. We have the dish already. Chú thấy hiền quá, hiền quá, nó cho mình ấm thật, hiền nha, 15 tháng mà giờ có trời đi nó không bao giờ trời ấm. Đó này chưa đó, nó chưa ấy là, nó hồi nữa là bắt đầu nó... Nó giật mình là nó biết rồi, chưa giật mình. Nó chưa gặp nhà hàng, má em còn ấm được á. Nó chưa lại rượu mạnh á. Nó không uống. Cái thằng này gì nó không uống sao? Có thấy thằng ấy đâu uống. Không uống. Không phải không? Không phải không? Ở cục trắng bấm thêm chút xíu nó lộn rồi sao nghe dạo này nó lộn nhiều quá. Okay. One hour and then you can go with him. Bây giờ nó giật mình rồi đúng không? No, hồi nãy nó chưa giật mình. Bây giờ chuẩn bị đi về rồi, nó sẽ 30 minutes. Tới chút xíu rồi mà nó đi mà. Dễ chịu quá rồi. Cái thằng này dễ chịu nhất nè. Kiếm đâu mà ra như vậy. Sướng maximum. Nhanh. Thằng này chắc hồi nhỏ giống con sao mà nó dễ chịu đó. Giống anh. Ừ. You okay? Mâm nó dễ chịu lắm mà. Bà nói chỉ có ăn trung xì để giả chuyện. Hả? Nó còn chưa ai đòi mua con kìa. Bà Liễu hả? Bà Phi đòi mua con lắm. Cho mà bán bán đi. Cho mà bán đi kiếm tiền xài. Anh cũng đẹp trai đó. Sao mày con thiếu quá. Bi là 11 tuổi á. Thằng Tàu á, nó đòi mua về làm vợ hơn 11 tuổi Bi nè. Nó đòi mua biết. Bước vào nhà em ở trên tàu. Bi nè, chị Xuân á. Mua Bi nè. Nó đòi mua Bi nè về làm vợ. Phải không, còn nhỏ mà. I know, khi mua về ở China, trên đường đấy. Là mua về, nó mua từ từ xong làm vợ. Ờ rồi. Đi này lớn lên đi này bỏ chạy á. Đi này thư giữ. Lan rồi, chị Lan rồi. Cà đá đây, cà nóng đây. Hello, Mom Điệu. Mom Điệu á. Tướng Mâm gì mà làm bà cố rồi đó. Hả? Hai, bốn đứa rồi. Bốn cố rồi. Năm luôn rồi, sáu luôn rồi.
Phan Chết Tú. Anh tính sẽ chữ gì vậy? Phan Chết Tú, bà ngoại. Ồ, bà ngoại, bà ngoại. Ôi, má ơi là má. Giờ này mà tắt cola nữa là chết người trong mộng luôn. Rồi ai uống thì uống, rồi mình chỉ giúp vui mà một cốc thôi nha. Tequila, nó tắt cola. Tequila, quên. Anh đọc giống mấy người Việt Nam mà we lost. Thank you. Tequila. There you go. Bên kia. Tequila. Janet's like, you know, like, you know, you want to you like the dessert? Oh, was it delicious? Yeah. Oh, okay. What's that? Is that you? Is that you? Chia ra, chia. Amy, that's it. Okay, we will have to get the camera. Welcome, BC. Yeah, we have to do like that. Okay, that's good. Is that you? Is that you? Lambda. Wait. 1, 2, 3. Má ơi, hôm nay là say nữa rồi. I know, it's like coffee and cream.